Ý bà nông kỳ khăn của nè xin lọc. Giờ trường chiên. Tàu hủ chiên. Tàu hủ chiên. Tàu hủ chiên chấm với gì đây? Nó có tương ớt. Hạt đọc một chiều mình nói thôi ta. Chấm mưa ớt. It's my life. It's my life. Mùng 1 mình ra đồng chơi nha các bạn. Giờ ở đồng có gì vui mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok. Hello. Ra chơi mùng 1 nha. À, đi ở đây à, có món à, bồ câu sò ớt. Quý sơn nó ngại đập từ mặt. Thôn. Món gì? Bạn như này chù chú. Hả? Được con nạt ít chuột con nạt mình đeo vi chuột mình cục đầu tiên ngay phao câu mấy bạn ơi phụ nhậu nhé ý nó cũng ý đó những cái phụ na tuổi u hay thương lại vui nổi chạy dông bông bông phụ nạt nó mọi chi đen phụ nữa làm mi em bạn cuồng vào quên sao trong chọc vỏ ấy tôi thì tôi biết ngon quá cũng có cái cây một cái cây đã được ngon đi bà nó kỳ khăn cái này xin lỗi giờ trường chiên tàu hủ chiên tàu hủ chiên tàu hủ chiên chấm với gì đây nó có tương ớt hạt đọc một chiều mình nói thôi ta chấm mưa ớt đỏ tiền tài may mắn chú ơi chú bà sổ chú bà mày đè gái nữa người ta vậy hả rồi sau đây là vịt và bồ câu nha các bạn. Bồ câu nhìn như con gà ác vậy đó. Đó. Giờ nhỏ bông nha các bạn. Rồi là món gì thì chút nữa các bạn biết tiếp nha. Ok. Hiện tại là đã có món bồ câu thui nha các bạn. Bồ câu quay thui mấy bạn không mấy bạn thấy nó đèn thui lại là đập đá vào bên bia đập đá côn luôn hả bự quá mấy cái uống nước ta mẹ nó chắc phải rồi tôi cho nên bắt đầu lâu lắm đặc nhất mấy bạn thấy thời trang dân nông thôn không? Mình ở dưới ô mình bán nha, bả kia cả nha. Kia. Nè. Quay. Quay. Bắt được cái kia. Để bên nhóc.
thình mà thình. Không. Đi ra mày. Cho đeo khẩu trang. Nhìn mặt nó kìa. Trời ơi nhìn mặt nó kìa trời. Có mắt kia không? Để cho nó luôn. Lên trường hình nó cho ông ý gì hôm bị corona đó. Con mẹ nó hết nhìn ra nó rồi kìa. Giờ có mận vậy trắng miệng nha các bạn. Một trái nè. Mận nhà nha, không thuốc nha. Hai trái luôn. Dưới đây nè, dưới kìa. Đã chưa. Đó. Máu luôn. Đó. Phía ngoài kìa. Hai trái luôn. Hai luôn đi. Bốn trái nè. Vui. Năm trái. Ok. Hiện tại có được 5 trái. Hết rồi.